Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại tất cả những cái lỗi ở trên cái dòng iPhone 14 Pro cũng như là 14 Pro Max để coi thử xem là liệu rằng vào cái dịp Tết sắp tới và thậm chí là cả một năm tiếp theo nữa thì chúng ta có nên đặt cái niềm tin và đặt cái sự hy vọng vào cái chiếc iPhone 14 Pro cũng như là 14 Pro Max hay không nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và cái lỗi đầu tiên đó chính là những cái lỗi liên quan về màn hình. Và có thể nói năm nay là một cái năm mà màn hình trên iPhone nó hứng chịu nhiều cái sự chỉ trích nhất. Và một trong những cái lỗi mà mọi người đồn đoán rất là nhiều, mọi người nhắc rất là nhiều, đó chính là trắng màn hình ở trên những cái chiếc iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Và không những cái chiếc iPhone này bị mà chúng ta còn có những cái chiếc iPhone khác, ví dụ như là 13 Pro và 13 Pro Max cũng rơi vào trong cái trường hợp này, đó chính là bị trắng màn hình. Lỗi thứ hai liên quan về màn hình đó chính là những cái chiếc iPhone sau khi được cập nhật lên phiên bản iOS 16.1 thì đột nhiên nó lăn đùng ra, nó bị sọc xanh màn hình. Và tất cả những cái lỗi này thì khi mà các bạn mang đến trung tâm bảo hành của Apple và nếu như mà các bạn có hóa đơn giấy tờ đầy đủ thì Apple họ sẽ nhận thay lại màn hình cho chúng ta, chứ ở thời điểm hiện tại máy còn không có để bán cho nên là sẽ không có cái chương trình hoàn trả cho các bạn một cái con máy mới nữa. Nếu như từ lần thứ hai trở đi và các bạn vẫn bị cái lỗi này, đó chính là lỗi trắng màn hình hoặc là bị lỗi sọc màn hình, thì Apple họ mới tiến hành đổi chúng ta một cái chiếc máy mới. Thì đó là quy trình làm việc của họ. Và cái lỗi tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những cái lỗi về cái phần lớp sơn này đang được làm không tốt. Và cách đây khoảng vài ngày thì mình có đọc trên những cái cộng đồng ở trên Facebook về iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, đó chính là một số máy sau khi dán PDF ở trên những cái màu, ví dụ như là iPhone 14 Pro Pro Max màu tím như mình đang có đây, màu tím nhá, những cái màu khác thì mình chưa thấy nó bị. Thì sau đó một thời gian cái người dùng này họ lột cái lớp PDF này ra thì cùng lúc đó cái lớp sơn màu tím ở bên ngoài cái chiếc máy của chúng ta cũng bị lột theo như cái tấm hình ở trên này các bạn có thể. Nói về cái lỗi này thì khi mà các bạn dán PDF thì chúng ta sẽ cần phải có nhiệt nóng để có thể dán được cái miếng PVF này xung quanh viền, hoặc là các bạn dán PVF bằng lưng. Thì khi mà cái lượng nhiệt này nó sản sinh ra và nó nguội lại thì nó sẽ dính vào cái lớp keo ở trên cái màu sơn của nó sẽ được dính vào cái lớp keo ở trên cái miếng PVF này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thì nếu như mà chỉ có một cái lớp PVF thôi đã làm tróc sơn cái chiếc iPhone của chúng ta thì phải nói là cái việc Apple họ gia công cái sản phẩm này tương đối là tệ. Tuy nhiên nếu như các bạn gặp trường hợp này và các bạn yêu cầu Apple họ đổi cho chúng ta một cái máy mới hoặc là xử lý để có thể thay vỏ chẳng hạn, nếu như họ có cái dịch vụ đó thì họ cũng sẽ không nhận bảo hành cho các bạn. Tại vì một cái lý do là các bạn đã có tác động ngoại lực vào cái sản phẩm này, cho nên rất khó để mà các bạn có thể yêu cầu Apple họ bảo hành cái sản phẩm bị cái lỗi này cho các bạn. Và cái lỗi cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn vào ngày hôm nay cũng đến từ cái phần viền của cái con iPhone của chúng ta. Thì đa phần chúng ta đều biết với dòng Pro và Pro Max thì nó sẽ có một cái viền thép cực kỳ là bền. Tuy nhiên dùng một thời gian ngắn và đặc biệt khi mà các bạn dùng những cái ốp lưng nó không có cái miếng đệm cao su ở trong á, kiểu như cái ốp này mình đang có nè, mặc dù nó đẹp thật nhưng mà nó không có cái lớp đệm cao su ở trong, thì sau một thời gian mà các bạn sử dụng thì ngay lập tức cái viền của chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái chấm lấm tấm ở trên cái phần viền này. Có một vài chỗ thì nó có thể coi là bị tróc sơn, có một vài chỗ thì có thể coi là nó bị những cái hạt cát, hạt bụi nó đâm vào chẳng hạn và nó làm trầy cái lớp sơn của chúng ta. Và mình cảm thấy lớp sơn năm nay cũng kém bền hơn hẳn khi mà một thời gian ngắn mình sử dụng cái chiếc iPhone 14 Pro này của mình, dùng trần không có dùng ốp gì cả thì nó cũng đã xuất hiện một vài những cái vết xước ở trên này, rồi là ở những cái cạnh và đặc biệt là một cái vết xước khá là giống với chìa khóa ở bên cạnh như thế này. Rồi, thì đó là những cái điều mà mình tổng hợp được và những cái lỗi mà mình tổng hợp được của con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Nhìn ở một cái tương lai nó rộng mở hơn, nó tươi sáng hơn thì ở thời điểm hiện tại Điện Thoại Vui và Điện Thoại Vui ASB vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái case nào nói về những cái lỗi trên cả. Có nghĩa là từ lỗi trắng màn hình nè, lỗi sọc xanh màn hình, rồi là lỗi viền PVF hay là lỗi về tróc sơn, thì ở tại Điện Thoại Vui cũng như là Điện Thoại Vui ASB vẫn chưa có gặp cái tình trạng nào tương tự như vậy. Cho nên
là các bạn có thể yên tâm về cái trường hợp là nếu như mà chúng ta có gặp cái tình trạng tương tự như thế đó, thì chúng ta vẫn sẽ có điện thoại vui ESP là trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple có thể giúp đỡ các bạn có thể khắc phục được cái tình trạng này nếu như các bạn mua hàng via này. Rồi, còn khi mà các bạn mua hàng sách tay thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải chấp nhận là Apple họ không bảo hành cái sản phẩm của các bạn nếu như họ muốn. Đó, kiểu như thế, tất cả mọi thứ đều do Apple thôi. Vào đó họ thông báo được bảo hành thì các bạn sẽ được bảo hành. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ phải trả tiền để họ có thể sửa chữa hoặc là thay thế những cái linh kiện này, ví dụ như là màn hình. Hoặc là họ có thể từ chối luôn, không làm dịch vụ cho các bạn. Thì cái việc đó nó sẽ tùy vào cái lúc mà nhân viên họ check cái máy cho các bạn thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời. Vậy thì vào năm 2023 này chúng ta còn đặt niềm tin vào cái chiếc iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nữa hay không? Thì câu trả lời của mình vẫn sẽ là có. Tại vì ngoài cái chiếc máy này, nếu như mà các bạn muốn dùng một cái chiếc flagship, tính tới thời điểm hiện tại của Apple thì chỉ có 14 Pro và 14 Pro Max thôi. Và như mình đã nói, nhìn ở một cái tương lai sáng hơn thì cái số lượng máy gặp cái tình trạng lỗi như mình đã kể thì nó xuất hiện tương đối là ít. Nó chưa phải là một cái lỗi xuất hiện rộng rãi để tất cả các cái trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple họ đều xác nhận cái lỗi này. Và không biết là các bạn xem video này thì có bạn nào gặp phải những cái lỗi mà như mình đã chia sẻ với các bạn hay không, thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cùng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh. Okay. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.